việc mà tôi đang tham gia bảo vệ cho cháu bé ở Hoàng Mai thì khi mà cơ quan chức năng vào cuộc vào cái, nhưng rất may mắn là gì, là cái sự việc nó xảy ra ngày mùng 8 thì ngày mùng 10 là gia đình đã đi tố cáo rồi, là cháu bé cũng đã thông cảm, đã nói với gia đình và gia đình lập tức đã đi, không có cái chần chừ gì hết, là trình báo ngay tại cơ quan công an và được đi giải quyết. Thế thì và cháu bé cũng đã được đi giám định, đưa đi giám định ngay chính xác. Nhưng mà thật đáng tiếc là gì, sau khi mà tất cả cái sự việc nó được diễn ra như thế, nhưng nó lại là cơ quan điều tra quận Hoàng Mai đã giải quyết theo một cái thủ tục là giải tin báo tố giác tội phạm của công dân, nhưng lại giải quyết trong vòng 2 tháng là theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thì lại sau hết 2 tháng hết thời hạn này thì lại ra một cái thông báo khác để lại gia hạn tiếp 2 tháng nữa. Nhưng bộ luật tố tụng của chúng ta là hoàn toàn không có quy định này. Nên là ngay khi mà nhận được thông báo này là tôi đã phải lập tức làm một cái đơn kiến nghị khẩn cấp tới các cơ quan cấp trên luôn. Để đề nghị làm sao? Vì là có một cái vụ việc nghiêm trọng như vậy lại có cái sự vi phạm tố tụng hình sự. Tức là gì? Có dấu hiệu không khách quan, có dấu hiệu không hợp pháp. Thế được một vụ án mà thực hiện theo tiến trình không hợp pháp, không khách quan thì có thể giải quyết được không? Thế thì tôi đề nghị luôn là công an điều tra của thành phố Hà Nội phải vào cuộc ngay, lấy hồ sơ trực tiếp để giải quyết. Và ngay buổi tối ngày hôm qua là đã có khởi tố vụ án hình sự, bởi vì là tôi đã đề đưa ra 5 cái căn cứ để chỉ ra rằng đây là hoàn toàn có một cái dấu vết tội phạm rồi, có một sự việc này hoàn toàn là đầy đủ để có một vụ án hình sự để chúng ta có thể giải quyết theo thủ tục điều tra. Thế thì ở cái việc của cháu bé cũng đang, cháu ở Hoàng Mai cũng là trong một cơ quan hẻm, lúc đó là chỉ có vài cháu bé thôi. Thế thì chúng ta phải thu thập chứng cứ là gì? Nhân chứng ví dụ có ai chứng kiến trực tiếp hay không? Nhân chứng ở đây là phải đảm bảo gì? Có năng lực, có nhận thức bình thường này. Trẻ em thì cũng có năng lực nhận thức, nó chưa đầy đủ thôi, nhưng nó là hoàn toàn có đủ điều kiện để làm nhân chứng. Thế thì ở đây là may mắn là cái việc của cháu bé là có nhân chứng trực tiếp, là có một cháu bé trai trực tiếp nhìn thấy được cái hành vi mà xâm hại vào đó, vào vùng kín của cháu bé. Cái thứ hai là dấu vết của tội phạm. Cái vụ việc này cũng may mắn là nó để lại thương tích ở trên bộ phận, nên là cái việc giám định ngay lúc đó, ngay sau cái sự việc nó vẫn còn phù nề, vẫn còn xây sát sưng. Thế thì những cái đó là những cái chứng cứ logic nó liên tiếp với nhau, thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì, có căn cứ để xác định được rõ được cái đã có vụ án, một vụ án diễn ra rồi, và nghi can thì đã có một phần thừa nhận ở trong cái văn biểu. Thế thì ở đây đó là một chuỗi các cái chứng cứ rất là mạnh theo thủ tục đó. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể là khởi tố vụ án, và nếu mà chắc chắn nữa trong qua một thời gian xác minh thì sẽ khởi tố vụ án khi đã xác định rõ.